các em phải mất tới mấy tháng trời để có được cái hoàn cảnh ngày hôm nay. Và để cổ võ cho các em, chúng ta phải có những tràng vỗ tay thật lớn để kích lệ các em, để cho các em tỏ với đủ cái niềm tin để mà thực hiện được những vũ khúc sau này hay hơn nữa. Một tràng vỗ tay lớn lớn quý vị ơi.